bác. Chào mọi người. Được rồi. Ngày ăn là thoải mái rồi. Đây là nước sốt chấm tôm hùm. Nước sốt đó rồi đưa đổ cho má mình chút. Đây nào. Mình chanh thôi. Thôi. Cảm ơn. Thôi. Đây là cua Quỳnh Đế nè. Cái càng cua nó bự bằng cái cổ tay của mình nè. Thấy không? Bự lắm. Cái này nó ngon lắm. Cái thịt nó đã lắm. Muốn ăn bao nhiêu ăn chứ khỏi cần một cái lộn mà lấy. Chấm nước sốt nè. Cháu như nạn mới đáng. Thịt quá ngon. Mình lấy cái chỉ đàn đàn ra mình nó cũng chẳng có. Không tâm hồn nha. Wow. Dẫn thêm miếng nữa rồi. To quá lớn. Cua này cua từ China đem qua. China ở gần Alaska đem qua. Đây là cua bằng bé à. Cắn ăn là bỏ xa mấy loại cua kia nha. Con cua này lại con nãy nó gọi là hoàng đế mà. Anh mình ăn thịt con đế luôn nè. King Rap. King Rap là hoàng đế đúng rồi. Tiếng Anh gọi là King Rap, dịch ra cho người ta hiểu. Mình không có cái crack rồi hả? Có rồi nè. Chua mà. Ok, cái điểm. Cua đây cũng ngon. Quên xong đấy anh. Gọi là đeo cái đó đầu là kêu là sư ăn cua, sư ăn tôm.
ngon cực kỳ. Ăn rất ngọt mà nó mới dai, nó cũng không khai, khai là nó gì, nó hương, đây là tư. Đây là từ Alaska nó trở về Cali. That's my yours right there. Mm-hmm. You want straw right here? Yeah. Bao nhiêu chứ anh? Không có cái nước sốt các bạn không? Ừ, nước sốt nó không ngon bằng bữa trước. Nước sốt bữa trước nó có gừng, có sả. Sả, đây nước sốt này chua chua. Nó không ngon bằng. Anh nghĩ đầu bếp đây nó về trên cái sốt đó. Cho nên cái nước sốt trên cái sốt là nó là giống đó. Rồi có tuna. Trong mấy gần này gần qua ngon lắm rồi không ăn con đợi cho nó. Con này nó làm bằng bơ, cái con này nó chiên bơ ăn nó ngay mùi bơ không ạ. Mấy gần mềm lắm mà nhỏ mà đĩa nè, nãy ra, ủa con này nó giống như bị hư rồi. Không ăn thua lớn được. Mày lấy
cái đang đang đó ra hả? Chồng ở đó nó vậy đó. So recording? Dạ. He showed them this. I'm gonna go get some dessert too. Daddy, show them this. I do. Huh? Okay. After the lobster, you can enjoy this. Yummy, huh? Fried pudding is the best. Mm-hmm. Oh, strawberry, lemon cake. Red pudding. Con tổng ngón tay. Here, try some. Okay. Come on, try some. I want to talk about you. I was talking to the people. Eh, it's okay. Try it. Wow, con này gạch không là gạch nè. Ba, con này gạch nè. Biết những hà cái gì nước chấm đó. Nước trường ngọt có hàng rót cả bộ con này hồi nãy ăn còn chưa có ăn xong. Doing good, thank you. Did you know?
come back to have another. Are you sure? Thank you. Thank you. Nice to meet you too. Welcome back. Thank you. Ngoại chồng lên hai dĩa. Chua. Hà. Tôi sốt rồi. Ơi, tôi sốt cho mày nha. Đây má nó lấy ra hầm lông sùm nè, đâu ai lanh đâu. Nè, đưa hoài. Again, do you try the bread pudding with the vanilla sauce? Quả wow, cua ngon chứ. Để nè, cua đã cua. Cua lộn quá. Delicious, right? Ừ. Ngon, nó chiên từ này chiên không có vàng ngon. Bữa nó chiên vàng. Cua đó cua lẩu hả? Ừ. Ngon. Ừ. Thử coi. Ra lấy nữa. Ăn ăn không con đâu qua con ăn cái khác. Không con đâu có ăn cái cua này đâu. Cua chiên đâu. Ừ. Thử ngon lắm. Cua lộn cua lẩu. Đây trái cần. I'm not finished yet. I'm gonna finish this. Cái này nó chiên ngon, quá ngon. Vừa chiếc nó vừa chiếc nó khô không? Đâu. Sau khi một vừa trước nó khô rang à? Thảo chiến. Are you busy with the iPad? Hả? Hả? Are you busy with the iPad? Máy bỏ. Chắc cũng mấy tháng rồi mình mới ăn lại đây đó. Chắc cũng 3-4 tháng rồi đó hả? 3 tháng không? It's been like 2 months. He back here about 2 months. Hồi trước kia ăn lâu. Wait, how long have I been in school? 2 months. Exactly, then yeah, 2 months. 2 months and a couple of weeks. Ủa trời ớt rồi thật á. Quá ngon, cua quá ngon. Nói cua lộn không? Nhớ chưa? Ăn thử con cua lộn nè. Nè, đưa con cốt. Mấy gần. Cái gọt kỳ này nó có gạch ra đồ quá ngon. Kỳ trước nó khô rang à. Thật là ngon. Đã biết sao mà đen không? Nó ra nó chiên nó quên ra nó kéo mấy. Quay nè. Chỉ có sòng bài bữa ăn mới ngon nhất. Nó rẻ á. Chứ ngoài mình ăn vậy là một người trung bình cũng hơn 100 đô. Nhà sòng bài á có ba mấy đô à? 32 đô à? 32 phải không? 32 đô. Không cách nào nó lời được hết. Nó lời là nó lời sòng bài á. Ngon quá. Là cái cua này á ngon quá nhưng mà nó nhiều thịt quá ăn không hết. Này, tí xíu này là thịt không nè.